Sau vòng khế nóng, năm thí sinh của đội huấn luyện viên Đinh Hương, Lâm Vinh Hải và năm thí sinh của đội huấn luyện viên Trúc Nhân, Quang Đăng sẽ tạo thành năm cặp thi đấu, chính thức bước vào chặng đường khắc nghiệt hơn. Vòng đối đầu. Anh có cái cảm giác rất là chắc ăn khi mà nhìn thấy em trên sân khấu. Hôm nay thật sự là anh không thấy được nhiều cái cá tính để vòng chơi anh thể hiện. Trong vòng thi đối kháng, phần biểu diễn này sẽ được đăng tải trên trang fanpage Huda Beer và top 7 sẽ lộ diện vào đêm chung kết sau phần bình chọn của khán giả và của 4 huấn luyện viên. Chúng ta sẽ cùng chúc cho 5 cặp thí sinh thi tốt trong chương trình hôm nay. Chân thành làm sao nay tôi khôn lớn, tự hào là người Việt Nam. Nơi đây quê mình núi non chập trùng, giờ này oai hùng nền đẹp Việt Nam. Tôi yêu say đắm núi sông quê hương Việt Nam. Nơi đây quê mình vốn luôn tự hào, giờ này con người chân thành làm sao nay tôi khôn lớn. Nơi đây quê mình núi non chập trùng, xưa nay oai hùng đẹp đẹp Việt Nam. Tôi yêu say đắm núi sông quê hương Việt Nam, quê hương Việt Nam. Chúng tôi xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Huda Central's Got Talent, tự hào tỏa sáng tài năng miền Trung 2017 với phần trình diễn của 10 chiến binh xuất sắc nhất của chúng ta đang có mặt trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp huấn luyện viên Hắc Bạch Công Tử ở đội đầu tiên. Xin được giới thiệu, đó chính là ca sĩ Trúc Nhân và biên đạo Quang Đăng. Hôm nay có thêm đội hình là Đăng nữa, Trúc Nhân có cảm thấy tự tin hơn khi mà ngồi cái hàng ghế huấn luyện viên năm nay không? Cái vị trí mà em được lựa chọn để ngồi ở đây đối với em nó rất là thiêng liêng. Mình cũng từ trong những cái cuộc thi mình đi ra để mà mình có ngày hôm nay. Thì hôm nay em tiếp tục giúp đỡ tất cả các bạn có thể thực hiện được cái đam mê của mình nữa. Thứ nhất là mình cảm thấy hồi hộp. Thứ hai mình cảm thấy rất là tự hào, bởi vì các bạn miền Trung thì càng ngày mình càng thấy những cái tài năng trẻ càng ngày càng nhiều và càng đi lên. Và hy vọng là sự kết hợp này của chúng ta sẽ giúp cho đội của mình có thêm nhiều thí sinh bước vào chung kết ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón đội thứ hai, xin được giới thiệu đội Loe Loét. Quý vị, đội này đứng dậy chào mọi người cái. Thưa quý vị, đó chính là ca sĩ Đinh Hương và biên đạo Lâm Minh Hải. Quay trở lại mùa giải năm nay với vai trò huấn luyện viên thì Đinh Hương có nhiều kinh nghiệm hơn, thì không biết là Đinh Hương sẽ huấn luyện thí sinh của mình như thế nào. Hương chỉ mong rằng là Hương cũng sẽ mang được một chút xíu cái tâm tư, cái sức lực của mình để hỗ trợ cho các bạn thí sinh, ủng hộ các bạn trên cái con đường mà vươn tới cái đam mê âm nhạc của mình. Có rất là nhiều bạn họ có giọng hát rất là hay, nhưng mà đôi khi lên sân khấu họ không sáng được. Về hình thể có thể họ bị cứng, họ bị thô và họ không biết cách phô diễn. Thì đó là trách nhiệm của Lâm Minh Hải. Cảm ơn hai đội của chúng ta. Phần biểu diễn của 5 cặp thí sinh sẽ được đăng tải trên fanpage Huda Beer. Quý vị khán giả sẽ bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích. 5 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết sẽ lộ diện sau kết quả bình chọn của khán giả. Và bên cạnh đó thì sẽ có 2 thí sinh do các vị huấn luyện viên của chúng ta lựa chọn, theo dõi, quan sát trong quá trình tập luyện của các bạn. 7 thí sinh này sẽ cùng dắt tay nhau bước vào vòng chung kết. Và bây giờ mọi thứ đã được sẵn sàng. Vòng đối đầu của Huda Central's Got Talent xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị,
vị, cặp đấu đầu tiên của chúng ta đến từ team của Lâm Minh Hải và Đinh Hương. Xin giới thiệu bạn Minh Nguyệt. Và chúng ta sẽ cùng chào đón thành viên đến từ đội Trung Nhân và Quang Đăng. Xin giới thiệu Hải Hạ. Nguyệt có một cái ngoại hình rất là sáng sân khấu. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng cho một cái người ca sĩ khi mà đi theo cái con đường nghệ thuật. Nguyệt còn một cái rất là hay, đó là vấn đề làm chủ sân khấu của cô bé. Nó bộc phát từ chính con người của Nguyệt vậy. Được đoàn solo của chị thì chị nên chuẩn bị sẵn để mà đưa mất cô thì mình sẽ bắt được cái chữ đầu tiên. Hải Hạ làm cho Trung Nhân gợi nhớ đến quán quân của Huda Central Got Talent năm ngoái, đó chính là Mini, với chất giọng khá là đặc biệt và cái độ dày nó rất là tự nhiên. Nhạc cứ bắp bắp liên tục á. Thế là hai người hát cái đoạn này thì đỡ hơn. Cố lên. Thì nhạc thật lâu hả nghe. Ok. Cố lên. Yeah. Giờ chúng ta xin phép được bắt đầu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Xin mời huấn luyện viên Đinh Hương chia sẻ. Hai cô gái nhỏ nhắn nhưng mà
có một cái giọng hát rất là nội lực trong cái ca khúc này. Với một cái tiết mục mà mở màn như vậy là chị thấy là cả hai em đều đã làm rất là tốt. Hai em hồi nãy mà bè với nhau á, thì anh thấy là cái sự giúp đỡ, cái sự cố gắng cùng nhau để vượt qua cái bài hát này nó thật sự là đẹp đẽ, để mà tất cả các anh chị ngồi trên đây phải ghi nhận. Mà mở đầu của hai cô gái có giọng ca nội lực đã nhận được sự đánh giá cao từ các huấn luyện viên. Bạn sẽ bình chọn cho ai, Minh Nguyệt hay Hải Hạ? Khi mà mình tương tác á, thì mình nên rõ ra cái sự tương tác, chứ không phải là chỉ là em nhìn qua vậy. Em thì các bạn còn lại sẽ không có cảm nhận được. Hạ, anh rất là bất ngờ về em. Em rất là tiến bộ. Tụi em hát với nhau giống như tụi em đang nói chuyện với nhau vậy đó. Thành ra anh cảm thấy là rất là thích. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kêu gọi khán giả bình chọn. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho Minh Nguyệt nha. Tim tim lập lập tặc. Dạ. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho Hải Hạ. Phần biểu diễn của 5 cặp thí sinh sẽ được đăng tải trên fanpage Huda Beer. Quý vị khán giả sẽ bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích. 5 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết sẽ lộ diện sau kết quả bình chọn của khán giả. Chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi thứ hai trên sân khấu đến từ đội Hải Hương. Hãy cùng chào đón bạn Ly Ly. Và chúng ta sẽ cùng chào đón người thứ hai. Đây là một chứng minh đến từ đội Đăng Nhân. Hãy cùng chào đón Mai Phương. Lily là cô gái duy nhất trong đội theo đuổi cái dòng nhạc bán cổ điển. Thì Lily được một cái là khả năng biên đạo, biết cách làm sao mà phải trình diễn. Đến kênh đó thì chị Lily cũng đã giúp Minh Ba một số đoạn để cả ba hạt có thể được hay hơn. Cái nụ cười của Phương lúc mà Phương hát nó làm cho mình quên đi mệt mỏi luôn. Cái ưu điểm lớn nhất ở trong cái giọng hát của Phương á, đó là không cần diễn, Phương nghĩ sao Phương hát như vậy, cho nên nó rất là tự nhiên. Phương cũng là người đã bè giúp em cái những cái câu vô can đồ chuyện đỡ hệ sức để cho cái phần trình diễn này thật là bùng cháy. Anh tin chị. Yes. Và bây giờ trận đấu xin phép được bắt đầu. Wow. Dòng nông ý bia, một dòng sông mấy kia, một dòng trời sao xuyên, một dòng tình thương mến, một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ quay về biển đợi lúc mơ biển. Ngày ấy lúc đến với em một chuyện gì, ngày ấy lúc vui cuộc sống nhịp tràn trề, nước sông miên man trôi đi. Dòng tràn mong manh, một dòng đồng ý bia, một dòng sông mấy kia, một dòng trời sao xuyên, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến. Thank you.
Charlie. Anh chìm đắm trong men cay đắng, nồng khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm này say. Chết ngất dâu năm tháng ấy còn đâu, những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh người lạc giữa mấy ngàn về trốn xa rồi. Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh, thêm một lần để anh được gần trái tim của em. Dù trong phút giây hình bóng người tan biến dừng phía sau những nỗi sầu, với em chẳng qua đủ cho một mối tình. Dẫu em không về ở lại với anh, mình chẳng cùng với nhau đi hết con đường. Ôm ấp hy vọng một ngày ngã xa anh, tháng năm âm thầm dòng đời ngã nghiêng, mình tự rời bỏ nhau sai đến điên dài, sai hết kiếp người, sai cho trái lòng. Thật sự là một trận đối đầu đúng nghĩa, khi bên đây thì giọng hát lãnh lót như chim họa mi, còn bên đây thì đúng như là một cô gái đang bị say túy quyền. Em tiếp tục dành nói trước vì là cái tiết mục này nó thực sự quá truyền cảm hứng. Khi mà nhìn vào cái tên bài hát Dòng sông xanh với túy âm, cảm giác là thứ nhất là không có sự liên quan với nhau, không biết là các bạn có thể làm gì với hai cái bài này mà không ngờ nó lại đầy tính giải trí như vậy. Bất ngờ này nói tới bất ngờ khác, tại vì lúc mà em diễn bài Dòng sông xanh á, em là con người hoàn toàn khác, diễn như là em đang diễn nhạc kịch vậy đó. Đấy, những biểu cảm khuôn mặt em diễn ra một cách rất là tự nhiên. Trời ơi, tôi vẫn chưa thoát ra được. Hai em bè phối với nhau á, cái khúc cuối đẩy lên cao trào á, nó không có bị ồn nha. Lily và Mai Phương đã phối hợp ăn ý với nhau, và đặc biệt hơn, cả hai đã biết giúp đỡ nhau để có được phần trình diễn trọn vẹn. Lily, Mai Phương, ai sẽ là người được bình chọn nhiều hơn? Cả nhà ơi, cả nhà hãy bình chọn cho Lily Nguyễn nhé. Wow! Mai Phương rất mong được nhận sự bình chọn từ tất cả quý vị. Yeah! Phần biểu diễn của 5 cặp thí sinh sẽ được đăng tải trên fanpage Huda Beer. Quý vị khán giả sẽ bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích. 5 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết sẽ lộ diện sau kết quả bình chọn của khán giả. Quay trở lại với chương trình, chúng ta hãy cùng chờ đón xem cặp thứ 3 của vòng thi đối kháng. Họ là ai? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Nghĩa là Hải cảm giác là cái sự giữ vững phong độ nghĩa rất là tốt. Đúng rồi, là đều đặn luôn. Tập như thế nào thì chắc chắn lên bạn sẽ làm tốt y chang như vậy. Phải nói là ở cái vòng trước các bạn Nguyệt mà làm tụi mình bất ngờ luôn đó nha. Nghe mà thiệt, anh còn nhớ là em còn nói là trời anh Đặng nổi da gà luôn rồi nè anh Đặng. Với cái dòng nhạc và với cái cá tính của Nguyệt thì Nguyệt có thể đem lại cái sự dễ chịu cho tai của người nghe. Cố gắng đi. Dạ, anh cố gắng đi. Và điều mà Nguyễn Khang cần nói bây giờ là chúc hai bạn tỏa sáng tự tin. Trận đấu bắt đầu. Ai ra xứ Huế về là về Nam Giao, giống Nam Giao của
xin trở về. Câu trường tiên sầu vai mười hai nhịp, thương nhau rồi thì xin kịp về mau. Kết hợp này cũng hay nhở, trai tài gái sắc xong kiếm hợp bích luôn ấy. Rõ ràng là Nghĩa đã làm rất là vững cái vai trò của một cái gọi là
giống như là một cái cột sống vậy đó để nhưng mà giúp chị ơi Nguyệt. Cái này là battle cho nên là không có cái chuyện nhường nhịn nhưng ở đây. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả ở đây là chị không còn thấy một cái sự thi đấu nữa, chị thấy rõ ràng đây là một cái tiết mục mà mình ngồi dưới này mình cảm giác là mình được cống hiến. Thì mình... em công nhận điều đó, nhưng mà cái người vững chãi hơn vẫn là Nguyệt. Hai giọng ca ngọt ngào đậm chất quê hương trữ tình đã khiến cho các huấn luyện viên có cuộc tranh luận nhỏ xem thí sinh của đội nào mạnh, Minh Nguyệt, Văn Nghĩa. Liệu ai sẽ chiếm được trái tim của khán giả nhiều hơn? Mọi người ơi, hãy bình chọn cho mình. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho Minh Nguyệt nhé. Cái khúc nhẹ nó bay bay giống như áo của em vậy hả? Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúc mừng hai bạn. Phần biểu diễn của 5 cặp thí sinh sẽ được đăng tải trên fanpage Huda Beer. Quý vị khán giả sẽ bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích. 5 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết sẽ lộ diện sau kết quả bình chọn của khán giả. Thì cặp tiếp theo thì Quang Đăng muốn đưa cho một cô bé trong đội mình ra là Giá Hân. Em nghĩ em sẽ bắt cặp với ai? Chắc chắn là em bắt cặp với em Thanh. Em sẽ được tọa nguyện, em sẽ được đối đầu với bạn Thiên Thanh. Yeah. Thiên Thanh thì ngay từ cái vòng đầu tiên đã gây ấn tượng cho Hương và anh Hải. Ấn tượng mạnh luôn ấy. Đúng rồi, là một cái cô gái rất là cá tính. Đây phải nói là một cái cô bé mà có cái dòng nhạc có gu mà Quang Đăng cảm thấy rất là hợp với gu mình luôn. Mà hiền nữa. Thấy cơ không? Hiền thì chưa chắc. Nhìn mặt thì hiền. Mà hát thì thấy có vẻ không hiền lắm. Trận đấu bắt đầu. For the time that's still in my parade. Woo! All the clout you're getting using my name. You think you broke my heart, girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, but I can't. And I didn't wanna write a song, and I didn't want everyone thinking I still care, but don't. But you still hit my phone up. And maybe I will move it on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I'll never lie to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Told me I don't need to worry. Summer can't lie, cinema so sweet. Little girl, the butter shine like concrete. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more things seem to change, the more stay the same. Oh, don't you hesitate, girl. Put your records on, tell me your favorite song. Just go to hell, let your head down. Sapphire and faded jean, I hope you get your dream. Just go to hell, let your head down. You're gonna find yourself someday, somehow. If you like the way you look that much, oh baby, you should come.
if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Thật sự kỳ này thấy các bạn có một sự đầu tư rất là nghiêm túc trong cái tiết mục. Bởi vì nhảy nè, nhảy là rất là đều nè, rồi có diễn, rồi có kết hợp, rồi có giao lưu với nhau và hay lắm luôn. Anh không vừa lòng lắm, tại vì sao chia câu không đều. Anh thấy Hân hát nhiều hơn. Anh thấy Hân có vẻ là đang dẫn em đi luôn á. Thế nhưng mà Thiên Thanh, chị nghĩ là em cũng đừng có sợ. Tại vì rõ ràng trong tất cả các cô gái, em vẫn là một cái cô gái mà có cái màu sắc cá tính của em rất là rõ ràng. Một Gia Hân ngọt ngào, một Thiên Thanh cá tính. Hai phong cách âm nhạc khác nhau nhưng các cô gái đã phối hợp với nhau rất tốt. Ai sẽ là gương mặt được khán giả yêu thích hơn và tiến vào vòng chung kết? Mọi người ơi, hãy bình chọn cho Hân nha. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho Thiên Thanh nha. Phần biểu diễn của 5 cặp thí sinh sẽ được đăng tải trên fanpage Huda Beer. Quý vị khán giả sẽ bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích. 5 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết sẽ lộ diện sau kết quả bình chọn của khán giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai chàng trai. Xin giới thiệu Gia Bảo, Văn Vũ. Gia Bảo là một trong những cái thí sinh trong đội mà Hương đặc biệt là có cái sự ấn tượng. Mỗi sáng tác của Bảo có một cái nét riêng, chứ không phải là kiểu là sáng tác một e là với một kiểu là kiểu này là một kiểu màu này đúng không? Đấy, thì đó là một cái mảnh Bảo. Nhưng thấy hình ảnh của Nhân cách đây 5 năm về trước cũng đang trên đường đi tìm kiếm và khai phá bản thân với một cái chất giọng mà được mọi người nhận xét là chả giống ai hết. Theo như anh nghĩ đó là cái ngông của người nghệ sĩ. Mình làm cái mình thích và thật sự mình chơi hết mình chơi cái đó. Hầu như em học với Bảo nhiều hơn là Bảo, vì em biết là em chỉ được cho Bảo gì. Chỉ cho em là sự nỗ lực là em nhìn vào bảng là em thấy mình nên nỗ lực hơn ạ. Cố gắng hết sức. Wow, chúng ta cũng thấy là hai thí sinh của chúng ta đã tập luyện chuẩn bị rất là sẵn sàng cho trận chiến này. Và bây giờ trận đấu bắt đầu. Và tôi sẽ nói rằng I miss you. Nếu người đồng ý hãy cho tôi nói thêm câu I love you. Nắm tay nhau đến cuối cuộc đời và mong sẽ không xa rời tình yêu ấy đơn giản. Phải không em? Này cô nàng hoa sĩ, em đang làm gì tối nay? Dòng thư tôi đã gửi, em đã đọc hết chưa? Để chờ từng phút giây, tôi e dè chẳng dám ngó lời, chỉ biết theo dõi em hàng đêm. Và tình ca tôi đang viết, chỉ hy vọng em hãy lắng nghe. Sao để có thể hiểu được từng từ dầu bấy lâu. Hạnh phúc chỉ thoáng qua nhẹ nhàng, quan trọng liệu có bất kỳ. Muốn đến bên em và nói với em một câu. Và tôi sẽ nói rằng I miss you. Nếu người đồng ý hãy cho tôi nói thêm câu I love you. Chẳng hứa những điều xa vời, hứa bên nhau trọn đời, cùng xây đắp hạnh phúc trong tầm mới. Tôi sẽ nói rằng I miss you. Nếu người đồng ý hãy cho tôi nói thêm câu I love you. Nắm tay nhau đến cuối cuộc đời và mãi sẽ không xa rời. Tình yêu ấy đơn giản phải không em? Yêu em đơn giản phải không em? Woo! 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 Woo!
not so serious, girl, why don't we go? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Hey! Waste time with the masterpiece, wait time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. Ah, you real life fantasy, you real life fantasy. But you move so carefully, let's start living dangerously. Come on! Talk to me, baby! I'm going back on this, it's been waving up. Let's lose our minds and go fucking crazy. Wait time with the masterpiece. Woo! You should be rolling me, you should be rolling me. Ah, you real life fantasy, you real life fantasy. Woo! But you move so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Woo! I'm going blind from this, this is breaking up. Let's lose our minds and go fucking crazy. Nói hai em là hai nghệ sĩ thật thụ trên sân khấu. Hai em dẫn dắt từ một cái bài mà rất là dễ thương mà cho tới cảm xúc cho khán giả, và cho bốn tụi tôi dâng trào lên tới cái bài của Văn Dũng là gọi là bùng nổ luôn á. Ở đây là thiệt phải nhún nhảy, mà thiệt Quang đang muốn lên sân khấu nhảy, muốn banh luôn sân khấu. Anh chưa bao giờ hối hận khi mà giữ em đến giờ phút này. Em mỗi lần lên sân khấu là giống như mình lần cuối mình được hát vậy đó. Chỉ muốn nói những cái điều cuối cùng với Gia Bảo, đó là em đã cho thấy được một cái niềm tin mà Lý Hương đặt vào em là hoàn toàn không có sai. Hai cá tính âm nhạc khác nhau đã hòa trộn, làm nên một tiết mục lôi cuốn tất cả các huấn luyện viên. Nhưng chàng trai nào sẽ lôi cuốn được các khán giả để bình chọn cho mình? Và tôi sẽ nói rằng I need you. Hãy bình chọn tôi sẽ nói thêm câu I love you. Nothing on you, baby. Nothing on you, baby. Bình chọn cho tôi. Một tràng pháo tay để chúc mừng Gia Bảo cùng với Văn Dũng. Hey. Vòng đối đầu của Tự Hào Tỏa Sáng Tài Năng Miền Trung đã khép lại. Ai sẽ phải dừng chân và ai sẽ bước gần hơn đến vị trí quán quân? Chính quý vị khán giả sẽ là người bình chọn ra 5 gương mặt để vào đêm chung kết. 2 tấm vé còn lại sẽ dựa vào sự cố gắng, nỗ lực, biết giúp đỡ thí sinh khác do chính 4 huấn luyện viên bình chọn. Chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đón kết quả xem top 7 sẽ lộ diện là ai trong số phát sóng tiếp theo nhé quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy phần biểu diễn đã khép lại chương trình của chúng tôi vòng đối đầu. Hẹn gặp lại quý vị với 7 gương mặt sẽ bước vào vòng chung kết của Huda Central Got Talent. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi và truy cập fanpage Huda Bia quý vị nha.